Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của giải đấu liên server. Phải nói rằng là giải đấu liên server này sẽ khác và đặc biệt hơn giải đấu liên server những mùa trước. Bởi vì bởi vì sao? Bởi vì có sự update. Thứ nhất là chúng ta có sự update của tướng đỏ giới hạn đúng không? À, không phải update của thức tỉnh tướng đỏ. Đấy, update của thức đỏ tướng đỏ bao gồm là ở uh, thiên đế này hay là quan âm hay là bạch của hay là Diêm Vương, hay là Đặng Ngư Ma Vương, hay là câu chuyện ở uh, Chiến Linh mới, ví dụ như uh, hay là Chiến Linh mới Kim Lân, Chiến Linh mới Kim Lân rồi lại thêm câu chuyện của ở uh, Pet, thức tỉnh, đúng không? thức tỉnh Pet nữa, thức tỉnh Pet Anh Chiêu chẳng hạn, Vì với những cái yếu tố như thế này thì nó sẽ tạo lên những cái câu chuyện gì, hay là cái câu chuyện của Thần Thông chẳng hạn, thêm hai cái Thần Thông mới thì nó cũng đã thay đổi cái, cái, cái lối tư duy của mọi người rồi các bạn nhé thêm cái hai thần thông mới này nữa đây thần thông cực ý và thần thông cực ý và thần thông tứ tượng đấy cực ý và tứ tượng các bạn nhé tứ tượng thì sẽ là uh, kháng là sát tương gián tiếp mà cực ý thì thường là chuyển thủ thành công hay là chuyển công thành thủ tùy theo vị trí đợt trước hay sau tiếp theo chúng ta sẽ đến luôn cái trận đấu đi bởi vì thật sự là trận đấu đợt này nó khá ư là hấp dẫn Tuy rằng là Mr. card là người giành giải vô địch nhưng chúng ta hãy để ý mà xem. Đầu tiên chúng ta để ý câu chuyện của Bất Thủ và Tommy. Đây trên màn hình của bạn, các bạn bạn thấy rằng Tommy thắng Bất Thủ với tỷ số là 32. Nhưng các bạn hãy hãy xem đi các bạn ạ, một sự bất ngờ. Thứ nhất, Tommy là 4 tỷ, 42 tỷ lực chiến. Ở à, tông môn bảo bối thứ hai nữa là Bất Hủ tông môn va 28 tỷ nghĩa là hai bạn này tranh nhau 13 tỷ lực chiến các bạn <laughs> tranh nhau ở đúng không các bạn đâu Ừ đúng rồi tranh nhau mì 10 gần 15 tỷ đi đấy 14 15 tỷ lý đó chiến và các bạn thấy này trận đấu diễn ra với tỷ số lần 32 thuộc về tô mì và ván thứ nhất ván thứ nhất tô mì thì đã là người đánh đầu và tô giành chiến thắng và ván thứ hai thì bất thủ lại đánh đầu và bất thủ giành chiến thắng và các bạn để ý đây đây là cuộc so tài giữa thiên đế và quan âm các bạn ạ? đây là cuộc so tài giữa thiên đế và, và quan âm hầu như là trận đấu nó diễn ra theo câu chuyện là ai đánh trước sẽ là người chiến thắng tranh <laughs> nhau 14 bốn tỷ mà bây giờ ai đánh trước là người ấy thắng thì chúng ta phải hiểu rằng là bất thủ bùi rất là hay cực kỳ hay luôn Tommy một là một trong những người có tư duy bi tốt nhất đối với trò chơi Tây Du VNG. Tính cả toàn cõi Tây Du VNG luôn. Tommy được đứng xứng đáng làm nằm trong top 10 những người có tư duy tốt đối với trò chơi này. Phải gọi là tốt hơn cả chú heo hay là tốt hơn cả kinh ký game mình nữa. Thì chúng ta thử xem mà trận đấu diễn ra như thế nào. Chúng ta xem rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem đồ nhé các bạn nhé. À, mình sẽ chỉnh lại speech. Đây. À, ván đầu tiên thì hầu như là Tommy sẽ là đánh đầu và Tommy ở phía bên tay phải của bạn nhé. Tay phải màn hình các bạn ấy. À, có câu chuyện thiên phạt chế như nào? thiên đế sẽ ra kỹ năng trước các bạn nhé. Bởi vì nhân hồ thuận, hồ thuận rồi uh, tiểu bạch long thì du long quy hải. Thiên đế lại tiếp tục lại ra kỹ năng nữa. Choáng không? Không. Choáng được mỗi đế thính thôi các bạn nhé. Uh, đây là một ngộ không uh, Tommy đi một ngộ không thì thất tỉnh rồi Nên sẽ kháng choáng khá là tốt kiểu linh thắng dính choáng Đế thính dính choáng Với việc dính choáng như thế Thì thiên đế sẽ nhận được cái lương giảm sát thương rất là tốt uh, Quan âm ra kỹ năng luôn các bạn nha Quan âm ra kỹ năng thì rút nộ uh, Bạch cốt tinh còn một nổ khí Nhưng không sao còn anh chiêu quá các bạn nhé Một anh chiêu ngự linh Ui vãi thật Ui đàm rất là to Các bạn thấy chưa Đây là một minh chứng cho việc mà khi mà các bạn nuôi bạch cổ tinh đủ tiền ăn học Ra một kỹ năng đánh thường một quả đi hai mục tiêu ở bên kia Các bạn nên nhớ rằng hai nick này tranh nhau 13 tỷ 13 tỷ nó tương ứng rất là lớn Các bạn nhớ tranh nhau hiện tại là nếu mà gọi là chênh bánh Chênh 50 phần 5 sức mạnh Các bạn thấy chưa Phản đa kiểu linh thánh phản đam luôn Úi vãi thật Tí thắng Bạch cụ tinh quá ư là mạnh các bạn nhé Bạch cụ tinh đi với thiên đế đề... Việc mà ra kỹ năng sớm ấy Nó rất là lợi thế các bạn nhé Thiên đế là một trong những thần tướng ra kỹ năng sớm nhất trò chơi Thiên đế thức tỉnh các bạn nhé Kể cả thiên đế thường cũng vậy Ờ Thôi Bạch bạch hồi sinh tôn của không lại à, Tôn của không dạy tôn của không ra kỹ năng luôn Và bắt đầu đánh liên kích luôn có thể nào là liên kích sẽ kết thúc trò chơi luôn các bạn nhé ui và anh nhái ờ, à, sang vòng 2 thì được đánh đầu Đấy, sang vòng 2 thì được đánh đầu ui và anh nhái đập thừa luân hồi đi luôn Câu chuyện vậy là câu chuyện của trò chơi này nó đơn giản lắm. Ai là người đánh trước? Ai là người bi một thần tướng mắc ping? Bây giờ một thần tướng mắc ping nó rơi vào bao nhiêu tỷ lực chiến? Giả định đi đây là một không mắc gọi là tạm mắc ping nên nó đã 10 tỷ lực chiến rồi và các bạn để ý này đội hình của tô mì là một đội hình thánh giới với việc trừ bắt giới này thì sẽ hồi lại cái lượng liên kích cũng như là cái lượng nộ cho đội hình rất là tốt với mỗi lần hình như hai điểm hay là kiểu linh thánh ở vị trí số 2 để phản đam đây là một kỷ là kiểu linh thánh vừa phản đạ vừa có choáng vừa có kích luân hồi thứ hai nữa là bục thêm được hồi máu nữa lại có ai nhắn tin mình thế này? các bạn thấy là đây vẫn là một kiểu linh Thành đi sinh lực các bạn nhé thấy chưa? và nhìn vào đồ hình chúng ta thấy quan âm thì sao? đi một quan âm mãn dân hồng và một quan âm mang tính chất là hỗ trợ chứ không phải là một quan âm du long quy hải đúng không? có một số bạn hay có tư duy là đi quan âm du long quy hải kết hợp với cường giả vi tôn chẳng hạn nhưng đây là quan âm kèm một chút hỗ trợ rồi đế thính thì sao? một đế thính phun máu hầu như là phun máu luôn full máu với việc là có thiên ký của kiểu linh thánh cái lượng máu tầng chân nguyên 9 tầng mỗi tầng 6 phần trăm sinh lực 9 nhân 6 là ít nhất cũng được 54 đúng không 54 phần trăm sinh lực đáng sợ thêm cổ chấp nữa các bạn thấy chứ nhìn chung mà bằng thì hầu như các bạn để ý nhá quan âm là 700 triệu lực chiến này ờ, uh, kiểu linh thánh 700 triệu để tính cũng tầm 600 Ờ, uh, riêng Tôn Ngộ Không đã 10 tỷ hay là trừ bật giới thì cũng khoảng 6, 600 triệu thôi. ấy Các bạn để ý giúp mình và Tiểu Bạch Long cũng là 600 triệu. Vậy là riêng Ngộ Không đã uh, chiếm khoảng bao nhiêu? Chiếm khoảng tầm khoảng 25% được chiến tổng này. Đấy tầm khoảng ở trăm với 40 tỷ lực chiến thì tôn nộp không 10 tỷ là chiếm 25% sức mạnh tổng mà đã khiến cho đội hình mạnh như thế rồi thì các bạn hiểu rằng sức mạnh của account Tommy này như thế nào đi cho mình một bạch vũ một bạch vũ với việc là giảm cái truy kích của kẻ địch rất là nhiều nhưng không bên kia là một bạch của tinh bạch của tinh này thì theo như mình nghĩ đoán là một bạch tiếng phun ra may sao tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem ở ờ, một bạch trạch một bạch trạch hồi sinh mắc năm sao thì khi mà các bạn hồi sinh lên ấy thì các bạn sẽ có bốn điểm nổ khí và tăng được 30 trăm sản sát thương và ít nhất các bạn sẽ có một lần ra kỹ năng luôn các bạn nhé này tri liệu tấn công có cao nhất tay ta bí bảo này các bạn thấy chưa Hãy giúp hành động thêm một hiệp vì thế cái sức mạnh của bạch trạch hầu như là cực kỳ mạnh các bạn bây giờ các bạn có thể chưa lên anh chiêu thức tỉnh được nhưng bạch trạch các bạn phải lên năm sao giúp mình kể cả nông dân cải chay hay là tốt bắt buộc phải lên bạch trạch năm sao với một cái meta việt nam hiện tại như thế này à, chúng ta đảo qua bất thủ đi phải gọi là hôm nay clip này chắc chắn sẽ dành cho bất thủ bởi vì với việc mà tranh 15 tỷ mà đánh như thế này thì chúng ta hãy nhìn bạch cột tinh đi. một bạch cột tinh có 800 triệu thôi mà đã khỏe như thế rồi vụt hai vụt vụt hai vụt bao gồm một lần ra kỹ năng và một lần đánh, đánh thường mà đã có thể kết thúc được tim địch rồi vậy thì chúng ta nghĩ sao về việc mà tư duy lên cho bạch cổ tinh ở công thủ toàn diện như thế này không hề có minh văn tịch diệt hay là minh văn thiên phạt gì hết chỉ là có những minh văn thuộc tính như phần trăm sát thương ui anh nhái đinh này phải gọi là phần trăm sát thương rất là cao các bạn đã mình rồi đi thêm một cái luân hồi ở giữa à, cái minh văn giới luật nữa khi bị tấn công bản thân cứ có một nổ khí bản thân tăng năm và năm giảm giật thương các bạn chơi minh giới các bạn hiểu được rằng bạch Cột tinh là một trong những thần tướng lấy nộ rất là tốt thì các bạn tưởng tượng cái 10 nộ đã được 50 phần năm giảm sát thương rồi quá ư ừ là dã man các bạn rồi đi phun bộ luôn ui tăng sát thương VVP này à không cái này là giảm sát thương pvp các bạn nhé. ngự chính là cái này lỗi ấp sần dịch thuật nhé đây chính là giảm phần năm sát thương pvp nghĩa là cái lượng giảm sát thương của nick này rất là tốt và tuy đằng tốt như thế này nhưng bị gõ một gõ liên kết của ngô không bên kia cũng đi vậy là câu chuyện chúng ta phải nghĩ lại về vấn đề là sao? vấn đề là cứ đam tạo là thủ trụ không nổi các bạn. Nhưng này thủ rất là tốt các bạn. 430 triệu máu đúng không? 430 triệu máu, 38 triệu tấn công. nhưng tôn ngộ không bên này thì sao? tôn ngộ không của tôm mì. đây chúng ta xem tôm mì thì nói chung là để thắng được tôm mì là không phải chuyện đùa đâu các bạn. không biết ta thắng kiểu gì. đấy tấn công 40 triệu mà đánh bên kia thì hầu như chỉ cần gõ một cái đánh thường là đã đi rồi vậy tình thích này theo như mình nghĩ chiến thắng nó thuộc về thuộc về việc là tối ưu đam hay là thuộc về câu chuyện của mạnh bà thức tỉnh mạnh bà thức tỉnh nó mạnh ra sao thì các bạn cũng đã hiểu rồi thứ nhất là các bạn sẽ tăng lên được 40% phần trăm sát thương các bạn cái lượng phần trăm sát thương ấy nó rất là to các bạn mạnh bà mà bục bụp đam mà lên quả 40% phần trăm sát thương giai đoạn đầu thì cực kỳ phê luôn các bạn ấy các bạn để ý nhé, một, một 38 triệu, nói chung là 38 triệu là cũng ngon rồi 38 triệu mà có thể vụt được 480 triệu là khỏe, các bạn khỏe như thế Chưa kể là chơi chơi cái câu chuyện chú tể địa ngục này thì càng về sau càng rất là mạnh, các bạn hiểu rồi Cái cái meta bộ thiên ký này, bộ thiên ký chân quân hiển thánh ngay là chú tể địa ngục Làm trong những bộ meta mà dành cho các nick top nào mà không cần tu duy quá nhiều ấy của ngày xưa ấy thì hầu như là đóng hai bộ này thì hầu như là khỏe khỏe đầu cũng như mạnh về sau càng ngày càng mạnh chúng ta để ý là đế thính này thì sao đây nick này được cái là đế thính chỉ có 500 triệu lực chiến thôi đấy nhưng được đầu tư hẳn một thòng hoang bạn nhớ giúp mình là điều đặc biệt ở nick này là chơi không phải là ôn in vào kiểu linh thánh nhưng một kiểu linh thánh như thế này cũng đã phạt đam tốt rồi một kiểu linh thánh với 317 triệu máu một đồ bồ thường cổ như thế này đã phản đam tốt với phản đam đủ đau cho một ngộ không không biết cái ngộ không này là ngộ không gì đây sao mà bị phản đam đau thế nhỉ có đủ thần thông không mình check lại cái thần thông xem ờ à, có có thần thông kháng cho tương gián tiếp mà vẫn bị phản như thế thì đây là cái minh chứng cho việc là khi các bạn chơi kiểu linh thành trong đội hình minh giới nó sẽ có những cái hiệu quả phản đam tốt như vậy ba hai các bạn đáng để sợ đáng phải lo lắng thiên đế các bạn ấy thiên đế không được yêu ái thiên đế này là không được yêu ái bằng uh, bằng bằng đế thính bởi vì tại sao đế thính lại được yêu ái bởi vì đế thính đóng vai trò là hỗ trợ đam cho bạch cổ tích các bạn nhớ nhá đế thính đóng vai trò hỗ trợ đam tối ưu lượng đan gián tiếp đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn phải phải gì phải chơi đế thính các bạn nhé để mà có đế tính này chắc chắn là đế tính sinh lực đấy các bạn thấy chưa hai cái option minh văn này đã đế tính sinh lực rồi và đóng phun nồng hoang nữa mình nói thật đấy đế tính này mà vào máu trận thì đầu tiên là bạch cột tinh này đúng là siêu đam các bạn nhé đây là một bạch cột tinh siêu đam bởi vì dòng chảy đam nó ra sao thứ nhất là dòng chảy đam của một tiên phạt chế nhân chế nhân này rồi một ngự linh sáu này ngự linh sáu này sau này thất tỉnh anh chiêu nếu muốn nhé thì rất là ngon gọi luôn anh chiêu bí bảo luôn. nhưng này vẫn luôn muốn tối ưu số nộ bởi vì biết rằng là bây giờ đang meta của ở uh, Quan âm hay chẳng hạn. Và câu chuyện của thiên đế đi. Đây là một trong những thiên đế hỗ trợ nhé hỗ trợ với việc là sử dụng Du Long Quy Hải này để uh, tăng lượng ra kỹ năng để tạo choáng tốt nhất có thể. Rồi thêm một câu chuyện là gọi gọi nhịn gọi nhịn để uh, Tăng cái những mục tiêu Nghĩa là nhện Có thể là nhện ôm đam Đúng không ôm đam luân hồi này Ôm đam của kiểu linh thánh này Ôm rất là nhiều loại đam đấy, Nói chung là gọi được ra bao nhiêu Thì tốt bấy nhiêu các bạn nhé Khá là hay các bạn nhé Chưa kể là đinh này triệu hồi rất là nhiều Đấy các bạn nhé Chúng ta hãy cùng xem trận đấu đi à, Đối với một cái vấn đề Ok chúng ta cùng nhau để đối với ván thứ hai chẳng hạn để tí anh với ván thứ hai thì hầu như với ván thứ hai thì hầu như là bạch của tinh sẽ đánh đầu thì chúng ta thử xem là với nước đam mà đánh đầu này như thế nào Đấy các bạn thấy chưa thiên đế bây giờ là các bạn có thể sử dụng tất cả phe nhé đấy du long quy <laughs> anh nhảy gọi nhịn luôn ui và anh nhảy choáng một hai ba mục tiêu đây mạnh bà tiên phạt chế nhân bút lượng đam rất là tốt cho bạch cổ tinh các bạn nhé bạch cốt tinh ra kỹ năng luôn luân hồi đi để thính để thính cố chấp đánh thương đánh thường giật luân hồi đi tiểu ở uh, đi trừ bắt giới các bạn nhé cái câu chuyện của minh giới ấy, đi kiểu linh thánh nó rất là hay minh giới mà các bạn đi bạch của tinh cái đầu kiểu linh thánh thì hầu như các bạn phản đam rất là tuyệt vời luôn cứ bạch kiểu tinh vị trí một vị trí hai là cứ kiểu linh thành auto win các bạn nhé không nói nhiều đây là một trong những minh chữ ôi phản đam ăn quả phản đam này đây uh, với việc mà chơi quan âm mà các bạn ra kỹ năng muộn ấy thì nó khá là thiệt thòi các bạn nhé riêng đế thính và quan âm hầu à, riêng thiên đế với quan âm hầu như ai là người ra kỹ năng trước thì hầu như người đó sẽ nhận được cái lợi thế trong vấn đề là giành chiến thắng của trận đấu cả hai bên đều sử dụng bạch tạch các bạn nhé ui các bạn thấy chưa của tướng quân rất là khỏe khỏe cực kỳ bởi vì giai đoạn này đội hình đang đủ người bạn nên nhớ là giai đoạn này bên minh giới nó đội hình đang có hai mạnh bà một mạnh bà ở trên sân càng lâu thì đội hình sẽ có kỳ khỏe <laughs> đừng để báo che mà mắt ui kèo này thế mà vẫn thắng được các bạn nhé ngủ không hết liên kích bây giờ bạch uh, bạch ui <laughs> Và anh nhái của tướng quân Cường Hóa Nó gỗ, bổ, bổ một phán Là một ngộ không Một ngộ không 10 tỷ lực chín các bạn nhé Nhớ rằng ngộ không đó là một ngộ không 10 tỷ lực chín Bổ một phán kiểu lĩnh thánh đi luôn <laughs> Tiểu Bạch Long đánh nét tịnh à, Các bạn nên nhớ là không có thần tướng yếu Các bạn nên nhớ là xem kênh của mình Không có thần tướng yếu, chỉ có chúng ta yếu thôi các bạn nhé Rồi các bạn sẽ bi ra được Okay, tuy rằng Tommy sẽ thắng nhưng chúng ta cũng xem một trận đấu giữa bất thủ đi bởi vì bất thủ ngày hôm nay sẽ là nhân vật chính. đúng là siêu bạch cổ tinh à, rất mong được một dịp nào đó có thể cầm tên tay account cao của bất thủ để mọi người có thể uh, biết thêm một idol mới xuất hiện về bạch cổ tinh. Phải nói rằng mà để mà xuất hiện một idol bạch cổ tinh thì thật sự là chủ nick đã phải là người đi mày mò tìm hiểu có thể là tìm hiểu bản Trung Quốc rồi từ đó tư duy phù hợp với meta của Việt Nam nữa để tạo ra một cái đội hình chuẩn đây gọi phải có đội hình chuẩn cho một bạn nào có ý định chơi một bạch của tinh đa <laughs> mình sẽ gắng sâu cho các bạn cái account này bề ngoài để các bạn uh, nhìn thấy rõ hơn đây để tiên phạt chế nhân này các bạn thấy tiên phạt chế nhân là ăn quả mai khai rồi ăn một quả nữa anh quả tấn công không bổ sung đủ end game luôn các bạn nhé <laughs> <laughs> nghĩa là khi mà đánh như thế này thì sẽ có tác dụng gì thứ nhất bên Thánh sẽ bị giảm ra bởi vì bên này bị mất đi là trư bắt giới này rồi mất đi những cái hiệu quả khác chưa kể là kiểu linh thành nó chặn cổng nó chặn cái bờ tường luôn nó không hề cho ở uh, tung không để đánh sang hàng 3 nữa hay là tiếp tục đánh liên kích nữa sẽ bị phản đam đi luôn <laughs> bên kia đang đi một lối đi là quan âm trực giới nhưng theo như mình nghĩ thì uh, nick này muốn có cái lợi thế thì chắc có lẽ là uh, cần cái lợi thế từ quan âm để giảm nổ khí tốt nhất có thể đáng sợ các bạn nhé bây giờ không phải mơ meta của câu chuyện tu la nữa các bạn nhé không phải meta câu chuyện tu la nữa mà nó là một câu chuyện uh, một cái meta full down luôn để làm cho bạch cổ tinh có lượng đam tốn nhất từ đó kết thúc được trận đấu luôn Ui, ghê thật các bạn, thắng luôn. Ok mình sẽ sâu cho các bạn cái full full nắc này để cho các bạn thứ, thứ, nhất các bạn nhìn thấy này đấy một đội hình như thế này nha bạch cổ tinh này cho các bạn xem luôn thiên kỹ này kỷ vật này đúng không đấy bạn nào có ý định bi thì các bạn có thể bi nhé bụt vãi nhà ấy bảo sao đam nó to có đấy các bạn ạ chỉ cần đừng để bạch cổ tinh đánh thường đánh thường đầu ấy ra kỹ năng đầu sớm mới nó nó gõ các bạn thấy chưa đam rất là to và wow, các bạn thấy chưa Mình nghi là sẽ phun bộ này Để mình xem nhé Thứ nhất mình sâu cho các bạn bạch cầu tinh ok ổn rồi nha. Tiếp theo mình sâu cho các bạn kiểu linh thánh này Đấy hai cái sinh lực này chắc chắn rồi Thần thông này Đấy, Các bạn thấy chưa Đúng không Thấy mà thấy nghi vấn phun bộ bá thoang lục dương này để đam trực tiếp rất là to <laughs> Nói chung ôn in vào đây Tiếp tục này cho các bạn xem nhé Hầu như là kỷ vật những tướng phụ này không quá quan trọng Chuyển giới luôn vãi nhái thật Thế này thì nó nó sẽ đánh theo kiểu ủi lại bản thao lục dương mình bảo rồi bảo sao đam to thế các bạn đấy rồi tiếp theo mạnh bà này mạnh bà một mạnh bà tiên phá chí nhân ngự linh à, sinh lực và trị liệu đây đấy các bạn thấy chứ nghĩa là tối ưu lượng đam rất là to các bạn nha hầu như là đây hiện tại là một bạch tử tinh gần mắc đam này mắc có thể rồi các bạn nhé đây bạn nào muốn bao lại muốn xem thì các bạn minh giới có thể nghiên cứu rồi các bạn tự xem cho mình À, các bạn thấy hay bổ ích thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký với thật ra cái lượng Việc các bạn like, đăng ký nó sẽ tạo động lực cho mình hiểu rằng là các bạn thích những cái clip kiểu gì Từ đó mình sẽ tập trung đi sâu vào để phân tích các bạn Ok, à, clip đến đây em đã kết thúc rồi Một lần nữa chúng ta thấy sự xuất hiện của một idol bất thủ uh, Level 144, hạng 3 đấu trường uh, Bạn này thì uh, mình xem cho các bạn nốt cái đào quý đi <laughs> uh, So tài chứ Mạnh lắm các bạn ạ đây so tài chi tiến này ờ, cái nào nhà đá quý này đấy đi một bộ đá quý rất là nhiều đam các bạn thấy chưa tập trung đam cũng khá là nhiều các bạn thấy riêng hai viên này là chúng ta hiểu đam rồi viên trắng và viên đen này chúng ta hiểu là đang đi đam rồi đấy hay là thẻ biến thân cũng vậy thẻ biến thân thì 66 sáu một trăm linh cũng ok thôi uhm, chiến linh này cho các bạn xem đây là đang đi chiến linh gì đang đi chiến linh hoa tưởng dung các bạn nhé các bạn thấy chứ một cái cao khá là bình thường 20 tầng không phải khá bình thường Mà mình muốn đích bót tầm trung thôi Không phải bót cao mà bót tầm trung Đấy, Mà đánh được như thế này là phải đáng sợ Tại sao chúng ta biết rồi Tommy là một trong những người đánh tư duy tốt Mà các bạn thấy cho đánh rất là khỏe Đánh cơ cực khỏe luôn Đánh 32 đấy các bạn Ok, clip của mình đến đây chắc cái thúc rồi Mà mình sẽ review cho các bạn những cái trận clip Tiếp theo nữa bởi vì thật ra là còn có những nhân vật khác như Xuân Tóc Đỏ này hay là sau Mondo Baby những trận đầu tiếp theo thì chúng ta sẽ nói sau Xuân Tóc Đỏ đánh thắng 3 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi này. Thôi clip mình sợ quá dài thì mình sẽ tổng hợp riêng cho minh giới của clip này đi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.